Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh huyện Sông Mã luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên và nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trải qua những năm tháng chiến tranh, trở về với đời thường, mang trong mình biết bao thương tật, thương binh Lò Văn Lẹ tiếp tục phải chiến đấu với cái đói, cái nghèo. Khắc ghi lời dạy của Bác, thương binh tàn nhưng không phế, ông đã không ngừng học hỏi. Cùng với đó là sự động viên đồng hành hỗ trợ của Tổ chức Hội Cựu chiến binh. Gia đình ông đã chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, xây dựng chuồng trại, lựa chọn những cây trồng vật nuôi phù hợp để phát triển kinh tế gia đình. Bản thân tôi đã thấm nhuần về cái lời dạy của Bác thì cũng làm nên về cái xây dựng về kinh tế. Ví dụ chăn nuôi này, rồi là trồng cây, ăn quả có giá trị kinh tế hàng năm thì cũng đạt từ cả gia đình đấy thì cũng đạt được từ 200 đến 300 triệu. Không còn hình ảnh học sinh phải băng qua dòng nước dữ để đến trường, người dân lội suối để đi làm nương. Nhận thấy việc xây dựng cầu treo có nhiều ý nghĩa, lại hợp với lòng dân, năm 2019, phát huy phẩm chất người lính bộ đội Cụ Hồ, ông Quảng Văn Thinh, bản Nà Lốc, xã Triềng Sơ đã đăng ký hiến trên 1.000 mét vuông đất, xây dựng cầu và đường giao thông nông thôn. Theo ông, là người cựu chiến binh, mình phải là người đầu tiên gương mẫu để người dân học tập và làm theo. Thì từ khi làm cầu xong thì tôi thấy cũng sung sướng lắm. Thế thì các cháu đi lại rồi rất là tiện lợi, là đi thu hoạch hoa quả thì xe cộ đi lại rất là tốt. Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh triển khai sâu rộng, Hội Cựu chiến binh huyện xây dựng kế hoạch với những nội dung việc làm cụ thể và triển khai đến các cơ sở hội, thường xuyên tiến hành kiểm tra giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó mà hàng năm 100% tổ chức hội cựu chiến binh đều đạt trong sạch vững mạnh, 91% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 96% hội viên gương mẫu, không có cơ sở hội yếu kém. Trong thời gian tới thì phát huy những kết quả đã đạt được, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo Bác, gắn với lại phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu và đặc biệt là tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phát huy những cái bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong thực hiện cuộc vận động. Có thể thấy việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục đối với mỗi hội viên cựu chiến binh huyện Sông Mã. Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ hội viên, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, xứng đáng với phẩm chất người lính, bộ đội Cụ Hồ.